Bên này là mấy cái đồ linh tinh nha anh em, âm ly rồi nè, có mấy cái đồ bãi nè, ăn đồ này à. Mixer rồi có mấy cục đây xử lý tiếng các kiểu này, telephone nè anh em, universum này, cái đây là cái tuner này, cái đây là cái đầu cassette hiệu universum này, một hãng luôn này nha. Cái đài hát nha này, nhưng mà cái cửa bên là nó không ngầm này này, đó có đài này, có đài Đức này không, mâm thang đua này mất kim rồi, cái này cái đầu video chưa, ra mình có một cái tuner cái đài của size lớn này của Yamaha nữa nha. Ở đây có cái đàn nữa này, hai cái đàn Casio, với lại xe đồ chơi em bé không, kia có một cái âm ly châu Âu vỏ gỗ đó, con đó là 2,7 triệu nha, cái âm ly đó. Đồ lo linh tinh cũng nhiều anh em. Đây có cái đài này của Mỹ cô lắm này anh em ơi, nặng cả nha, 8 kg à, con này chắc chạy bóng đèn này rồi anh em ơi, Generation này. Cái này 1 triệu nha anh em, con này bán sát thôi nha, về đề co hay trưng bày gì đó đó ha. Con này phải trên 60 năm rồi. Thời đại nó không có FM này nè, có AM thôi này thôi, tầm 60 hết. Chưa? Lo cấu hình lớn này. Ở đây mình có một cặp Fisher nữa nè. Đó. Cặp này là 10 triệu nè anh em. Bass 40 nha. Bass như cái rổ bự nha.